Vâng, ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đã bị bán rất là quyết liệt đúng không ạ? Và là giảm 35 điểm tương ứng với 3,17%. Đó thì với cái động thái mà bán thị trường bán quyết liệt cũng như là hầu như là thị trường không cho chúng ta thoát hàng cũng như là không cho các đầu nhà đầu tư tổ chức thoát hàng thì liệu thị trường có còn phiên hồi nào để chúng ta có thể thoát hàng hay không? Và hiện tại những anh chị mà chúng ta chưa kịp thoát hàng hôm nay thì chúng ta nên hành động như thế nào cũng như là những anh chị mà chúng ta đang cầm tiền thì chúng ta cũng nên mua cổ phiếu lúc nào thì uh, tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của em anh chị ha. Ok thì em là Nguyễn Tuấn Minh, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Thì đầu tiên thì anh chị có thể cho em xin một like cũng như là một nút đăng ký kênh để em có thể ra thêm nhiều video hữu ích cho anh chị anh chị ha. Ok thì chúng ta sẽ ngay lập tức quay trở lại với thị trường. Vâng, ngày hôm nay thì chắc hẳn là rất là nhiều anh chị chúng ta đang rất là lo lắng khi mà thị trường đột ngột giảm mạnh trong khoảng tầm 15 đến 20 phút cuối phiên và chúng ta đã không kịp bán và nhiều anh chị có thể là không theo dõi bảng điện thì chúng ta cũng đến cuối phiên chúng ta mở bảng điện ra chúng ta cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, đúng không ạ? Đó, ok thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào tổng quan về thị trường thì thị trường của chúng ta ngày hôm nay bị bán mạnh phiên chiều và kết phiên thị trường giảm 35 điểm và chúng ta có 351 mã giảm và chúng ta chỉ có 89 mã tăng thôi. Đấy, thì đây là một cái lượng mã giảm áp đảo cho thấy được là cái lượng cầu ngày hôm nay nó không thắng được cái lượng cung. Đó. Và cái lực bán này nó áp đảo và nó lan tỏa đến toàn thị trường và cái khối ngoại của chúng ta ngày hôm nay thì cũng là một cái lực đỡ yếu ớt và chỉ uh, mua dòng khoảng tầm 88 tỷ mà thôi đấy thì ngày hôm nay thì khối ngoại của chúng ta anh chị có thấy là uh, khi mà thị trường đúng không ạ khi mà thị trường uh, giảm thị trường uh, bắt đầu quay đầu giảm thì khối ngoại lại quay lại ra mua dòng và trước đó thì khối ngoại của chúng ta bán dòng suốt trong lúc mà thị trường của chúng ta vẫn còn co giật đó nó cho thấy một điều là uh, anh chị phải hiểu như này là khi mà thị trường quay đầu giảm rất là mạnh như này thì uh, những cái nhà đầu tư tổ chức cũng như là những cái nhà đầu tư lớn ý, thì họ cũng không thể thoát hàng được uh, trong những cái phiên mà thị trường bán một cách khốc liệt và nhanh như này đấy thì cái việc uh, của họ cần làm đó là họ sẽ uh, họ sẽ mua lại đúng không? họ sẽ mua lại uh, những cái mã cổ phiếu ngày hôm nay mà họ nắm giữ mà nó sàn uh, cũng như là họ sẽ bán ở những cái phiên hồi phục tiếp theo đấy ở những cái phiên hồi phục tiếp theo thì họ mới có thể bán được chứ hiện tại là uh, họ sẽ không thể bán ra được một cái lượng cổ phiếu rất là lớn như thế trong một cái khoảng thời gian khoảng tầm 15 20 phút cuối phiên khi mà thị trường của chúng ta nó rơi mạnh như vậy. Đấy. và họ cũng có những cái công cụ phòng hộ khác đó là công cụ sọt phái sinh để để họ bù lại những cái phần lỗ khi mà chứng khoán cơ sở của họ không họ không kịp bán. Đấy. Và hình ngày hôm nay thì rất là nhiều anh chị cũng thắc mắc là cái áp lực bán của thị trường nó xuất hiện từ đâu đúng không ạ? Thì ok, em sẽ cùng đi vào phân tích những cái áp lực bán của thị trường nó nó có nguyên nhân từ đâu anh chị nhá đấy thì đầu tiên là cái việc uh, về cái việc tin đồn về một cái người lãnh đạo của một cái doanh nghiệp lớn Việt Nam uh, có vấn đề đấy thì đây là một cái tin đồn mà chưa có cái sự xác thực vậy nên là em sẽ không phân tích trong video và chúng ta sẽ chờ những cái thông tin chính thức ở trên báo đài đấy và nó cũng chỉ là một cái tin, hồn, tin đồn mà thôi chúng ta cũng chưa chắc được nó có phải là cái tin để uh, tạo ra cái áp lực bán của thị trường hay không đúng không nhưng mà cái mà chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay đó là những cái mã cổ phiếu trụ ạ những cái mã cổ phiếu trụ ví dụ như là uh, những cái mã như là Vinhome cũng như là Vietcombank, cũng như là BID và Ba San đều bị bán rất mạnh khiến cho chỉ số của thị trường lao dốc rất nhanh kèm theo là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta thấy cái uh, thị trường của chúng ta bị giảm mạnh như vậy và những nhà đầu tư nhỏ lẻ đã vác hàng ra bán thì anh chị có thể thấy là những cái mã cổ phiếu giống như là Vietcombank đúng không ạ? anh chị có thể là mở cái chạc 5 phút ra thì chúng ta có thể thấy là ở những cái phiên những ở đầu phiên chiều đúng không ạ cũng như là gần cuối phiên chiều khoảng khoảng tầm 2 giờ thì những cái mã cổ phiếu này đột ngột bị bán với cái thanh khoản rất lớn và giảm rất là mạnh và có sự co giật rất là nhiều đấy nó chứng tỏ cái sự bất thường trong cung cầu đấy và ở đây thì anh chị có thể thấy là mã cổ phiếu Vietcombank trong năm trong cái đến 5 phút này nó đã bị bán rất mạnh cũng như là Vinhome đấy nó đều đồng thời điểm là khoảng tầm 13 giờ 50 anh chị nhá, đồng loạt những cái mã cổ phiếu này nó bị bán thì khi khi đó thì thị trường của chúng ta gặp cái áp lực rất lớn đó là cái áp lực giảm điểm khi uh, index của chúng ta uh, nó đỏ đến khoảng tầm 1090 điểm rồi, tức là cái hỗ trợ của chúng ta rồi. Uh, nhưng mà nó vẫn không có cái dấu hiệu rút chân hay là như nào cả. Và kể cả trạc phái sinh cũng vậy, ngày hôm nay cũng có những cái cây sọt rất là lớn. Thì đấy là là làm cũng là một trong những cái nguyên nhân chính khiến thị trường của chúng ta giảm điểm rất là mạnh. Đó và ngày hôm nay thì không biết là anh chị có theo dõi bảng điện không nhưng mà có một cái khoảng thời gian từ uh, 2 giờ 15 đến 2 giờ 20 là cái bảng điện của chúng ta nó bị nó bị đơ tức là trên Fian ấy, nó bị đơ nó không chạy thì em cũng không hiểu rõ là nguyên nhân tại sao mà cái bảng điện Fian nó không nó không chạy và uh, sau khi mà nó chạy được trở lại rồi thì thị trường của chúng ta cũng vẫn tiếp tục giảm điểm và chưa có cái sự rút chân nào cả mà còn giảm mạnh hơn Đấy, đấy là xét về cái yếu tố cổ phiếu cũng như là tin đồn. Còn về cái yếu tố kỹ thuật thì anh chị có thể thấy là thị trường của chúng ta ngày hôm nay đó là một cái phiên phân phối thứ ba. Đấy, là một cái phiên phân phối thứ ba. Phiên phân phối thứ nhất là cái phiên ngày 27 tháng 1, cái phiên thứ hai là ngày 30 tháng 1 và cái phiên ngày hôm nay là cái phiên thứ ba ngày phiên mùng 1 tháng 2. Thì uh, chúng ta đều có thể nhận định được những cái phiên phân phối này đúng không ạ? Khi mà thị trường của chúng ta đã có 5 phiên tăng liên tiếp năm phiên tăng liên tiếp và cái phiên tăng thứ năm tức là phiên ngày 27 tháng 1 này thì thị trường của chúng ta đã gần chạm đến cái mốc cản rất là mạnh đó là cái mốc cản 1130 điểm. 1130 điểm là một và cái thứ hai là cái chỉ báo RSI tức là cái chỉ báo động lượng của cổ phiếu cũng như là thị trường thì nó cũng đã đến cái vùng quá mua. Đấy, nó cũng đã đến cái vùng quá mua thì nó cảnh báo cho chúng ta thấy được một điều là thị trường người ta sắp có một cái nhịp điều chỉnh. Đấy, thì bình thường nhá. Sau khi những cái phiên mà thị trường điều chỉnh và kéo lên rất là tốt giống như cái phiên 31 tháng 1 này thì thị trường của chúng ta đa số là đều phải tăng mạnh đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì bất ngờ là thị trường của chúng ta quay ra bán. Đấy. Thì khi mà thị trường quay ra bán này thì chúng ta cũng cần phải nhận ra cái tín hiệu và chúng ta cần phải xử lý tài khoản một cách sớm nhất anh chị nhá. Và uh, trong cái buổi sáng hôm nay thì em cũng đã đưa ra cái bản tin cho anh chị đúng không ạ? Bản tin nhận định thị trường cho anh chị là Uh, thị trường của chúng ta uh, sau hai uh, sau uh, chuỗi liên tiếp hai phiên vnX đè trụ rũ hàng thì kết phiên hôm qua VNX đã rút chân tăng mạnh và kèm theo rất là nhiều cổ phiếu tạo ra điểm mua kéo ngược cho thấy đây là một dịp rũ bỏ trước khi thị trường tiến đến vùng 1030 đúng không ạ à, em xin lỗi đây là vùng 1130 anh chị nhé và các cổ phiếu ngân hàng đã có sự trở lại với những cái mã uh, CTG, BID đó. Và cái mốc kháng cự tiếp theo là cái mốc 1130 với xung lực hiện tại thì em đánh giá chưa quá mạnh để thị trường của chúng ta có thể vượt được cái vùng 1130 và sẽ cần thời gian tích lũy thêm. Do đó anh chị không nên FOMO mua bất chấp, chỉ mua thăm dò các mã cổ phiếu trong phiên hôm qua chưa chạy nhiều và còn lại là chúng ta sẽ chờ điều chỉnh về giá đỏ và chúng ta mua Đấy, và cái kế hoạch giao dịch thì em cũng đã viết rất rõ là nhà đầu tư của chúng ta nếu mà nhà đầu tư nào mà chúng ta có vị thế tốt mà chúng ta đang lãi nhiều thì chúng ta sẽ giữ tiếp cổ phiếu. Đó, và đối với những cái nhà đầu tư mà chúng ta đánh ngắn hạn thì với những cái mã mà đã đến cái vùng kháng cự thì chúng ta nên tận dụng cái nhịp hưng phấn và chúng ta chốt lời. Đấy, và nhà đầu tư chuyên nghiệp thì chúng ta có thể là chốt luôn sáng nay và nếu cổ phiếu khi cổ phiếu tăng mạnh và chúng ta sẽ mua lại khi mà cổ phiếu giảm để chúng ta tối ưu hóa cái lợi nhuận anh chị nhá. Đấy. Còn nhà đầu tư cầm tiền thì sẽ mua các cổ phiếu điều chỉnh xong hoặc là có nền tích lũy từ 1 đến 2 tuần. Đấy. Thì ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng đã đưa ra cho anh chị những cái list mã cổ phiếu mà nó có cái sự tích lũy tốt cũng như là nó có điểm mua tốt và em đã lưu ý luôn là điểm mua bù này nó sẽ có xác suất rủi ro hơn rất nhiều so với những cái điểm mua mà chúng ta đã mua sớm ngày hôm trước. Đấy. và sáng hôm nay thì em cũng đã cho anh chị bên em chốt cái mã cổ phiếu Hoa Sen ở cái vùng giá 16 khi mà cổ phiếu cũng như là thị trường nó đang đạt cái mức hưng phấn rất là tốt. Đấy. Và có thể là chiều nay thì thị trường của chúng ta đã giảm mạnh đúng không ạ? Đã giảm mạnh rồi. Và em cũng động viên anh chị là thị trường của chúng ta nếu mà mở biên rơi lớn như này anh chị hãy quản trị rủi ro và không có hang mang vì rơi như này thì sẽ có nhịp hồi để chúng ta xử lý thì cái nhịp hồi này nó sẽ xuất hiện như nào thì một lát nữa em sẽ phân tích cho anh chị để chúng ta có thể nắm được cái tâm lý thị trường để chúng ta có thể chốt lời cũng như là xử lý cổ phiếu một cách tối ưu hóa lợi nhuận nhất và không bị lỗi nhiều nhất anh chị nhé đó và ngày hôm nay thì atc thị trường của chúng ta không rút chân đúng không ạ thì khả năng rất là cao sáng mai thị trường của chúng ta sẽ có cái mở một cái gáp giảm và nếu mở gáp giảm thì anh chị không vội bán ra anh chị nhé. Và phần trăm cao nó sẽ hồi lên giá tốt hơn để chúng ta bán. Đấy. Thì ok, thì cái điều đó nó cũng sẽ thể hiện trên biểu đồ anh chị nhá. Nó sẽ thể hiện trên biểu đồ. Đây, à, thì đầu tiên là chúng ta thấy là nhịp này của thị trường đúng không ạ? Nó rơi một cách rất là nhanh. Nó rơi khoảng tầm 20 phút cuối phiên ngày hôm nay thôi. Đấy. Thì với cái quán tính mà thị trường rơi mạnh như này thì khả năng là rất cao sáng ngày mai thị trường của ta sẽ có Uh, mở một cái gap down đấy và cái vùng hỗ trợ tiếp theo của thị trường là cái vùng 1060 này, tức là cái vùng mà thị trường đã có một cái nền khoảng tầm 2 tuần ở đây thì đây là một cái hỗ trợ khá là chắc. Thì sáng ngày mai khả năng rất cao là nó sẽ mở gap và nó chạm cái hỗ trợ này. Đấy và khi chạm hỗ trợ 1060 này uh, thì uh, em nghĩ rằng nó sẽ nó sẽ hồi phục trở lên anh chị nhá đấy thì cái tại sao em lại đưa ra cái cái lý do đó bởi vì anh chị có thể thấy là trước đây thị trường của chúng ta cũng có một cái nhịp mà thị trường tăng khoảng tầm 5 đến 6 phiên liên tiếp và sau đó bị bán với một cái phiên thanh khoản rất là lớn và một cái cây nến Marubozu đặc như này Đấy. nhưng sau đó thị trường đã có hai phiên hồi phục đó là cái phiên ngày mùng 7 tháng 12 cũng như là cái phiên ngày mùng 8 tháng 12 và hai cái phiên này thì thị trường đâu đó hồi khoảng được khoảng tầm 3 phần tư cái cây nến giảm này anh chị nhé và chúng và chúng ta sẽ bán ở những cái cây nến hồi này đúng không ạ và chúng ta sẽ bán ở những cái cây nến khi mà thị trường có cái sự hồi phục như này đúng không ạ giống như là cái việc mà chúng ta đạp một cái gì đấy khi mà chúng ta đạp mà căng chân và hết lực rồi Đúng không? Chúng ta muốn đạp tiếp thì chúng ta sẽ cần phải co chân ngược trở lại lên Thì chúng ta mới có thể đạp tiếp được Thì với cái thị trường cũng như là cổ phiếu cũng như vậy thôi Rất là nhiều cái pha ở trong cái thị trường này Khi mà chúng ta đã kinh qua những cái năm 2021, 2022 rồi Thì những cái pha rơi mạnh này của thị trường Nó sẽ có những cái phiên hồi phục anh chị nhé Nó sẽ có những cái phiên hồi phục để anh chị bán đấy Thì em sẽ lấy ví dụ không ở đâu xa Những cái nhịp trước của thị trường thôi đúng không ạ Anh chị là thế Đây đấy đây này ví dụ nhá khi mà thị trường có những cái phiên giống như cái phiên này đấy, khi mà thị trường mà đang của chúng ta đang có những cái, xuất hiện những cái phiên phân phối và thị trường vẫn đang đi ngang chưa có chưa có yếu tố giảm điểm thì bất ngờ thị trường giảm một cái cây nến rất dài này đúng không ạ nhưng mà ngay sau đó thì thị trường của chúng ta cũng có những cái nhịp hồi để chúng ta có thể thoát hàng ra đấy không nói đâu xa ở những cái nhịp trước nữa những cái nhịp mà đây những cái nhịp mà thị trường của chúng ta rơi Đấy, đây nhá anh chị nhá. Giống cái nhịp này, mùng 9 tháng 3 này, khi mà thị trường của ta vẫn đang đi ngang, đấy sau đó đột nhiên bị bán với thanh khoản lớn thì đâu đó thị trường của chúng ta vẫn có những cái phiên 1 đến 2 phiên hồi phục. Đấy, để chúng ta có thể quay ra, chúng ta thoát hàng anh chị nhá. Đấy, thì đây là cái kinh nghiệm của em thôi, cũng như là những anh chị nào mà chúng ta chơi nhiều trên thị trường, chúng ta đầu tư nhiều thì chúng ta cũng sẽ biết được là ở uh, thị trường kiểu gì cũng sẽ có những cái nhịp hồi để chúng ta bán, hoặc là những cái nhà đầu tư lớn hoặc là những cái nhà đầu tư tổ chức họ không kịp thoát hàng ở những cái phiên như này thì họ cũng sẽ có cái động thái đó là kéo cổ phiếu lên để họ phân phối nốt. Đó, nên là anh chị cứ yên tâm chúng ta uh, phải bình tĩnh thôi chứ chúng ta không cần quá hoảng loạn để vác hàng ra bán ngay đầu phiên sáng mai anh chị nhá. Đấy. Và chúng ta cũng có thể là lấy ví dụ luôn đó là những cái cổ phiếu dạng như là DIG này đúng không ạ? Đây là những cái cổ phiếu mà nó có những cái phiên phân phối rất là nặng thì anh chị đều có thể thấy là uh, sau khi nó kéo lên và nó co giật nó phân phối thì hầu như là nó cũng sẽ có những cái nhịp hồi đến khoảng nửa cái đoạn phân phối này để cho anh chị thoát hàng ra. Đấy nên là chúng ta chúng ta yên tâm đấy chúng ta yên tâm là khi mà thị trường mà nó đạp một cách rất là gấp như này không có thông tin gì cho thấy là uh, lý do tại sao mà thị trường của chúng ta đạp như này đúng không? mà đều lấy những cái mã cổ phiếu trụ ra đạp khiến cho những cái mã cổ phiếu của chúng ta lăn ra sàn thì cái việc uh, nó sẽ có những cái phiên hồi ngược trở lại em đánh giá là có anh chị nhá đấy và cái hỗ trợ tiếp theo của cổ của thị trường đó là cái vùng 1060 này thì khả năng ngày mai đúng không ạ? Muộn nhất là ngày mai hoặc là sáng ngày kia là thị trường sẽ có nhịp hồi để cho chúng ta ra hàng anh chị nhé Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là thị trường cũng như là mã cổ phiếu, các mã cổ phiếu của chúng ta hầu như là cũng đã đến cái vùng cản và RSI ở cái đường RSI này đầu hầu như là nó cũng đã đến cái vùng quá mua rồi. Đấy, hầu như cũng đã đến vùng quá mua rồi thì cái việc mà nó điều chỉnh là cái điều đương nhiên. Đấy, nhưng nếu nó điều chỉnh bình thường, nó điều chỉnh từ từ thì chúng ta sẽ có cơ hội bán nhưng mà nó đạp gấp như này đúng không? thì chúng ta sẽ không có cơ hội bán đấy còn cái việc mà thị trường mà đạp gấp như này thì khả năng sẽ có nhịp hồi rất là cao nên là chúng ta hãy bình tĩnh và chúng ta không vác hàng ra nếu như ngày mai thị trường của chúng ta nó mở gấp đao anh chị ha đó đấy, thì anh chị cứ để ý cái phiên mùng 6 tháng 12 này Đấy, nó khá giống với phiên này của thị trường. Sau khi thị trường tăng và có vài phiên phân phối thì uh, nó đã xuất hiện cái phiên phân phối sụp đổ đó là cái phiên ngày 16 ngày mùng 6 tháng 12 với cái cây nến dài và thanh khoản lớn. Và sau đó thị trường chúng ta vẫn hồi cho chúng ta bán anh chị nhá. Vẫn hồi cho chúng ta bán. Đấy. Còn nếu mà anh chị nào mà chúng ta đã bán được, đã chốt lời rồi thì chúng ta sẽ có thể là thăm dò một số mấy cái mã cổ phiếu anh chị nhá. Và cái dạng cổ phiếu mà chúng ta thăm dò thì chúng ta sẽ thăm dò những cái dạng cổ phiếu nào đấy ví dụ nhá anh chị nhá uh, ví dụ là những cái mã cổ phiếu mà nó tăng rất là dốc như là, là HHV này anh chị nhá nó tăng rất là dốc như HHV này mà khi mà đột nhiên mà nó rơi mạnh như này thì cái tỷ lệ nó kéo đỉnh hai để chúng ta có thể ra hàng là rất cao đấy vậy nên là uh, có thể là cái phiên ngày mai đúng không ạ khi những cái cổ phiếu này nó có cái quán tính nó rơi tiếp, nó mở gáp nào tiếp thì hoàn toàn là anh chị chúng ta có thể là kê thăm dò anh chị nhá. Đấy, và chúng ta chỉ thăm dò ở những cái dạng cổ phiếu mà nó tăng dốc như này thôi. Còn những cái, còn những cái dạng cổ phiếu mà nó đi nền mà nó gãy giống như là con BCC này anh chị nhá, là nó đã đi nền một thời gian rồi mà nó gãy như này rồi thì là sẽ rủi ro hơn rất là nhiều so với những cái mã cổ phiếu mà nó tăng dốc. Đấy, những mã cổ phiếu tăng dốc mà nó giảm mạnh như này thì khi kéo hồi nó cũng sẽ mạnh. Đấy, anh chị phải nhớ cho em cái điều đấy nhá đó thì ok thì đấy là những cái uh, mà chúng ta sẽ cần lưu ý trong cái phiên giao dịch ngày mai là ngày mai thị trường về có thể là mở gáp uh, giảm ngay đầu phiên khi mà ngày hôm nay thị trường bán bị bán rất mạnh thì sáng hôm sau chắc chắn là nó sẽ vẫn còn quán tính đấy vậy nên là khi mà thị trường mở gáp đao ngày mai thì chúng ta không nên bán vội anh chị nhá và chúng ta sẽ chờ hồi trong phiên để chúng ta bán và những cái nhịp hồi đấy thường đâu đó nó sẽ xuất hiện vào khoảng tầm từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 30 Đấy, anh chị hãy để ý xem xem ngày mai là vào cái khung giờ đấy thì thị trường của chúng ta nó hồi như nào thì chúng ta sẽ canh uh, xử lý cổ phiếu anh chị nhá. Và cái vùng hỗ trợ tiếp theo nếu mà thị trường không giữ được 1060 thì nó sẽ về đến cái vùng hỗ trợ đó là vùng 1036 anh chị nhá. Và cái hỗ trợ này chúng ta đo như nào thì anh chị có thể là kẻ Fibonacci ra. Đấy, chúng ta sẽ kẻ từ đầu uh, nhịp rơi cho xuống đến đáy của nhịp rơi và ở những cái mốc này sẽ là những cái mốc kháng cự của thị trường đấy và anh chị đều thấy đúng không ạ à, thị trường lên đến cái mốc fibo 0.618 là cái mốc rất là nhạy cảm trong cái fibonacci cái mốc này thì thường đến đây là cổ phiếu nó sẽ xảy ra những cái biến động rất là mạnh đấy và thị trường của chúng ta cũng vậy đến cái vùng fibo này là lập tức quay đầu đó vậy nên là để mà thị trường có thể đi liên tiếp thì nó sẽ cần những cái phiên điều chỉnh và tích lũy sau thì cái đấy chúng ta sẽ xem xét sau anh chị nhé Đấy, và uh, khi mà thị trường nó đã xác nhận một cái phiên phân phối sụp đổ như này Thì cái việc mua mới trong cái thời gian tới là cực kỳ chúng ta phải cẩn trọng Và chúng ta sẽ đưa cái thế cái tài khoản của chúng ta về cái chế độ phòng thủ nhiều hơn là tấn công Anh chị nhé Và chúng ta sẽ canh xử lý tài khoản cũng như là uh, chúng ta quan sát là nhiều hơn uh, So với cái việc mà chúng ta mua mới Đó Đấy và thứ nhất là chúng ta sẽ có cái kịch bản là ngày mai thị trường rơi mở gáp thì chúng ta sẽ không bán nhá và chúng ta sẽ cân nhắc là cái việc xử lý tài khoản trong phiên cũng như là những anh chị nào mà chúng ta uh, muốn mua thì chúng ta sẽ mua những cái cổ phiếu dạng như em vừa nói là những cái cổ phiếu tăng thốc và rơi uh, mạnh chứ không phải là khi mà khi mà nó tăng mà nó đi nền như này mà nó rơi thì chúng ta sẽ không mua còn chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn hơn là những cái mã cổ phiếu đi nền là những cái mã cổ phiếu mà nó tăng thốc mà nó rơi như này thì cái việc mà nó bật lên nó sẽ dễ dàng hơn là những cái mã cổ phiếu mà nó đi nền nó đang rơi anh chị nhá bởi vì đi nền đang rơi thì cái uh, cái vùng cản ở trên của nó sẽ rất là dày đấy nên là cái việc cổ phiếu nó hồi phục sẽ còn không được nhiều nhá còn cái kịch bản thứ hai là kịch bản nếu mà thị trường của chúng ta mà ngày mai nó không mở gáp rơi mà nó còn uh, mà nó rơi từ từ đúng không ạ nó rơi từ từ nó ở trong phiên nó vẫn uh, nó vẫn uh, hoạt động cũng như là nó vận động trong một cái trạng thái bình thường. Đấy, sau bắt đầu nó cứ giảm dần giảm dần giảm dần thì lúc đấy là chúng ta nên cắt cổ phiếu một cách dứt khoát anh chị nhé Bởi vì lúc đấy là cái lúc mà uh, cái cung cầu nó bắt đầu nó ổn định rồi đúng không ạ? Và cái thiên hướng cái lượng cung nó nhiều hơn là nó rõ ràng rồi. Đấy, nên, nên là nó cứ từ từ nó giảm, nó từ từ nó giảm giống như cái đợt này này, giống như cái đợt cái phiên ngày 20 tháng 12 này anh chị này. Đấy, nó cứ từ từ nó giảm thôi là chúng ta phải cắt và cắt dứt khoát. Đấy, nhịp sau chúng ta sẽ lấy lại những cái gì chúng ta đã mất. Còn lại là uh, cái kịch bản 1 xảy ra mà mở gáp thì chúng ta sẽ không bán và chúng ta canh hồi trong phiên anh chị nhá. Đấy. Và còn cái kịch bản 3 thì cái kịch bản này nó có khá là khó xảy ra khi mà kịch bản này nó là cái kịch bản mà thị trường chúng ta tăng luôn. Đúng không ạ? Tăng luôn và lấy lại hết cái cây đã giảm ấy luôn thì cái cái cái, cái kịch bản này em thấy nó là hơi khó, hơi khó Đấy, nhưng mà cũng vẫn có xác suất xảy ra đấy thì nếu mà cái thị uh, cái kịch bản này nó xảy ra thì chúng ta sẽ phải bình tĩnh quan sát và chúng ta không vội mua đấy và chúng ta ưu tiên cái vị thế bán hơn anh chị nhé ưu tiên cái vị thế bán hơn bởi vì khi mà thị trường của chúng ta đã mở những cái biên rộng ra như thế này rồi thì uh, những cái phiên sắp tới nó sẽ co giật cũng như là nó sẽ dao động trong một cái biên khá lớn lên xuống khá mạnh rung lắc khá mạnh vậy nên là những những nhà đầu tư nào mà chúng ta không đủ uh, kiến thức cũng như là không vững tâm lý thì sẽ rất là khó giao dịch anh chị ha đó thì uh, nếu mà phiên ngày mai anh chị có bất kỳ cái sự uh, uh, thắc mắc nào mà cần hỗ trợ thì anh chị có thể là nhắn tin cho em vào cái số zalo bên dưới màn hình thì em mình uh, luôn luôn sẵn sàng là để giải đáp cho anh chị cũng như là tư vấn cho anh chị anh chị ha đấy thì anh chị nào mà chúng ta muốn vào room khuyến nghị khách hàng thì cũng có thể là liên hệ với em mình vào cái số điện thoại bên dưới màn hình để mình có thể là thêm anh chị vào thì cái điều kiện vào nó cũng rất là đơn giản thôi nhá đấy thì anh chị lưu ý nhé chúng ta sẽ không không quá là, là 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 hoảng loạn trong những cái phiên mà rơi như này đấy chúng ta cần phải thực sự là bình tĩnh ngày hôm nay thì em minh cũng rất là uh, chia buồn với anh chị nào mà chúng ta chưa kịp bán đấy nên là cũng chỉ là biết là động viên anh chị là chúng ta thật là bình tĩnh thôi và sẽ có nhịp hồi để chúng ta bán sẽ có nhịp hồi để chúng ta bán anh chị yên tâm là như vậy bởi vì hầu như là thị trường bao nhiêu năm nay rồi nó đều vận động cái kiểu dạng như vậy đúng không ạ nó đều vận động những cái kiểu dạng như vậy nó đều có những cái phiên mà nó bất ngờ như vậy chẳng qua là chúng ta sẽ không tham minh được chính xác 100 thôi đấy nhưng mà khi mà anh chị đã có cái kinh nghiệm rồi và chúng ta sẽ chúng ta biết dùng những cái chỉ báo rồi đúng không ạ cũng như là cũng cũng như là chúng ta tính toán được những cái mốc hỗ trợ cũng như là kháng cự của thị trường rồi thì hoàn toàn là chúng ta có thể chủ động cho việc mua bán để giảm thiểu cái rủi ro cho mình đấy cũng như là cái tài khoản của mình Đấy. thì anh chị nhớ nhá ngày mai nếu mà anh chị nào mà chúng ta thăm dò ấy thì chúng ta hãy thăm dò những cái mã cổ phiếu giống như là hhv này, loại những cái cổ phiếu tăng dốc và rơi mạnh như này chứ không thăm dò những cái mã cổ phiếu mà nó đi nền mà nó rơi như này anh chị nhá đấy ngoài hhv ra chúng ta có cũng có ksb nhá của ksb nhá chứng khoán thì chúng ta có hcm đấy. chúng ta cũng cũng có hcm đúng không và chúng ta cũng có vci nhưng mà vẫn em vẫn ưu tiên dòng đầu tư công nhất bởi vì cái dòng tiền của thị trường cái giai đoạn vừa rồi là nó tập trung chủ yếu vào cái dòng đầu tư công đấy khi mà không có cái dòng nào mà nó làm tâm điểm của thị trường uh, dòng chúng ta có chứng khoán này thép này uh, bất động sản này banh này thì uh, anh chị vừa thấy là cái đợt vừa rồi cái nhóm bất động sản nó yếu nó rất là yếu đúng không ạ chúng ta có mỗi một cổ phiếu sell này là nó mạnh thôi nhưng ngày hôm nay cũng đã bị bán ngược trở lại và nó không vượt đỉnh được giống như cổ phiếu ngân hàng ngân hàng thì chúng ta có ctg vượt đỉnh được đúng không ạ chúng ta có bid vượt đỉnh được đúng không ạ? Chúng ta có thép chúng ta có Hòa Phát đúng không ạ? Cũng vượt kháng cự được. Đấy, chứng khoán chúng ta có VCI đúng không ạ? Nhưng mà bất động sản chúng ta không có một cổ phiếu nào mà nó có thể vượt đỉnh được thì uh, cái xung lực của thị trường nó yếu hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, vậy nên là cái nhóm ngành đầu tư công này là cái nhóm ngành mà được dòng tiền nó tập trung vào khá là nhiều và cái dòng này nó cũng có cái tính dòng rất là cao bởi vì khi một cái cổ phiếu leader của dòng đầu tư công nó chạy thì khả năng rất là cao những cái mã cổ phiếu khác của dòng đầu tư công nó cũng sẽ chạy Đấy, vậy nên là chúng ta sẽ ưu tiên những cái dòng tiền, những cái cổ phiếu mà được dòng tiền quan tâm. Đấy, anh chị nhá. Và những cái cổ phiếu mà nó tăng dốc dưới mạnh chứ không phải là những cái cổ phiếu mà đang đi nền rơi mạnh. Đó. Ok, thì video của em cũng xin kết thúc ở đây thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Và anh chị hãy nhớ là chúng ta cần phải bình tĩnh, đúng không ạ? Chúng ta cần phải bình tĩnh và chờ đợi những cái lúc thị trường hồi phục sau những cái phiên rơi mạnh như này để chúng ta bán chứ chứ chúng ta sẽ không hoảng loạn bán đầu phiên, anh chị nhá, không hoảng loạn bán đầu phiên. Phải cực kỳ là bình tĩnh ngay ở dưới chân này là cái hỗ trợ mạnh rồi đúng không ạ nên là chúng ta sẽ neo ở đây và chúng ta chờ đợi thị trường rơi mở gáp sau đó phục hồi đấy và theo thống kê thì uh, những cái phiên rơi mạnh này chắc chắn là sẽ có những cái phiên hồi nên là anh chị hãy yên tâm nhé đó ok thì cũng cảm ơn anh chị đã theo dõi video bye bye